này, sang bên dưới này nhá, là vẫn là tên biểu hoa nhưng tách ra. Đấy, bên mua thì là vẫn là bên mua nhưng hợp đồng tên là tên khách, hợp đồng kia hợp đồng của công ty khác. Ví dụ như là đây nhé, thì em cho một cột, đây là chỗ này hả, đây là cạch là ven, đây này là đai chẳng hạn, để mình phân biệt. Thế sau số hợp đồng cũng như là ngày lục này cũng như này, phí đóng như này, tất cả tổng phí này, cái bảng tổng ra này và chi tiết này cũng làm như này. Cái bảng này thì như thế nhá, vâng. Vẫn đang này nhá, nhưng mà đến này à, cái là chi tiết này, chi tiết nhá, thì mình sẽ tổng hợp các quyền lợi như thế nào, sẽ cho nó một lớp một cột vài cột nữa, bởi vì cái riêng kia nếu trong cái có cũ nhá, thì bảng này là bảng của gen nhá, bảng dưới là bảng dưới nữa, bảng dưới là của các người khác, đúng không? Nhưng cũng tổng hợp quyền lợi như thế này, bổ theo quyền lợi của họ, xong tiếp cũng là bình hoa này sẽ là đây, này nữa là hết tất cả này, tổng hợp y này. Ghi như trong cái bảng của bản giấy chứng nhận của họ cho người này, hiểu chưa? Hiểu không? Ghi hết ra như này. Rồi. Chi tiết. Chi tiết ra. Cái này là chi tiết theo hợp đồng. Ở cái này. Cái này chi tiết theo hợp đồng. Trên này nhé. Đó. Ta về cơ bản đây. Đây rồi. Cái trên này chỉ ghi tổng thôi này. Đó. Tổng tiền thôi. Như này. Ghi này. Chế độ kiểm kê. Hiểu chưa?